Vị giám khảo nữa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Em đã xém khóc trên sân khấu rồi, tại vì em nghĩ biết bao nhiêu sự nỗ lực của mình và sức khỏe của mình như thế này mà được cả ba giám khảo lựa chọn, em rất là xúc động và em rất là cảm ơn đã mọi người đã yêu quý và bình chọn cho em. Em hứa em sẽ cố gắng hơn nữa và trong giai đoạn này em sẽ không để em bệnh nữa, em nhất định em sẽ nỗ lực hết mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em lựa chọn bài hát Cánh Hồng Phai vì em muốn, vì 7 bạn thí sinh còn lại đã hát những cái bài top hit rồi và chắc chắn những bạn trẻ rất là yêu thích, và em muốn chọn bài hát Cánh Hồng Phai này để tặng cho các cô chú anh chị trung niên lớn tuổi. Em muốn bạn là ngôi sao có khán giả và khán giả phải thật sự đa dạng nữa. Yeah.